đó là Nongshim Esports. Real đang lao lên nhưng mà anh ta bị khóa trói chân lại. Làm sao đây, khả năng cao là Diablo sẽ phải lên bảng điểm số. Tài Q đang về với anh em rất là nhiều. 100% là Tài Q sẽ về trong cái trận đấu ngày hôm nay. Lấy 3 đánh 3, Lucian đang có lợi thế hơn. Nút Gray lại. Gray quay ngược trở lại bắn, anh ta sẽ có thêm một bạn nữa đến được vị trí của Real. Ui, đổi mạng quá nhiều luôn. Cố gắng chạy đi, đó là Gragas. Chúng ta bị thiếu đồng đội, đã có 13 mạng ở phút thời điểm hiện tại. Tài Q là về chắc chắn rồi. Sao, cái con Lucian ở đây sao? Gragas liệu có thể quấy được không đây? Một cái quy làm chậm, ấn tiêu đến từ Senna tăng thêm một chút giáp, vẫn cố gắng dãy dụa được. Đang che chắn. Đây đây đây, chuẩn bị qua HLN nha anh em ơi, Tài Q là về rồi. Bây giờ chúng ta quay ngược trận đấu này thì HLN trừ 3.5 Q. Anh em nào muốn xem cái trận Nongshim thì anh em có thể lên từ Wix tìm kiếm cái tên này nhá. HE, à không phải không phải, mà cái tên này thì ông ấy bình luận, à ông ấy xem cái trận đấu giống mình rồi. Trận Nongshim mình cũng chưa biết nữa. Đây đây đây, HLE đây, HLE đây, HLE bắt đầu đây. Anh em nào vào mã Tài Q bên trận Nongshim thì là về 100% rồi. Bây giờ chúng ta chuyển qua HLE đối đầu với cả Brion. Quá nhanh quá nguy hiểm, chúng ta có chiến thắng cho KT Roster.